Hello, em mình chào toàn thể quý vị và các bác anh em yêu audio ạ. Trong video này thì mình giới thiệu và chia sẻ giao lưu đến toàn thể các bác anh em yêu audio một cặp loa đến từ thương hiệu của Mỹ. Cặp loa này thì chắc là trong thời gian này ai cũng có thể biết đến cái dòng loa này khi mà nhìn thấy cái viền loa bát màu đỏ. Đây là cặp loa Sequin Vega, dòng loa Mỹ, có mã model là D2, cặp loa đầy đủ e-căng và có một cái mùi đặc trưng gọi là mùi Mỹ đối với những cái dòng loa này. Loa này là cặp loa D2 quý vị và các bác nhé. Em nhắc lại, cặp loa này thì nó nói chung thiết kế rất là đẹp. Toàn bộ loa là zin nguyên bản, thùng loa cũng không có giọng tút gì, còn nguyên như thế này. Đó. Cấu hình sở hữu của cặp loa này là hai đường tiếng 1/25, viền đỏ đặc trưng của dòng này và có một cái logo của hãng Sequin Vega ở dưới loa 1/25, một chiếc dom coil. Con này nó chép đom lụa bên trong màu là đỏ và có họng còi tên lửa đấy nhá. Thì đối với cặp loa này thì cá nhân đánh giá là nó là một dòng loa chịu đòn. Thứ nhất là dòng loa chịu đòn, công suất lớn, có thể hỗ trợ cho chúng ta vừa nghe nhạc vừa karaoke. Đối với dòng loa này nó sở hữu cái cấu hình bát 25 thế này thì nó hát karaoke đánh trong cái không gian phòng vừa phải rất là tốt. Nói chung trong phòng khách của chúng ta tầm khoảng 25m², chúng ta để treo hoặc nằm hoặc đứng đều ok. Và con này cũng rất là dễ phối ghép âm ly. Nói chung cần âm ly khỏe một chút, chúng ta có thể ghép với đì nông, ma răng, sân xui. Ghép với các dòng, con này thì nên ghép với các cái dòng loa âm ly chạy xò than quý vị và các bác nhé. Nên ghép với các cái dòng âm ly chạy xò than. Và chúng ta chỉ việc kết hợp thêm một cái vang nữa là chúng ta chơi trong phòng gia đình nhỏ nhỏ là được rồi. Nếu mà phải so với công suất và đánh thì nó cũng rất là mạnh mẽ, thậm chí là ngang ngửa hoặc là hơn bốt đấy nhá về giải trầm. Rồi cặp loa này em sẽ đo cái phần kích thước cho anh em như sau. Con này nó có cái chiều cao là 60cm, chiều ngang là 36cm và chiều sâu nếu mà chúng ta đo cả e căng, khi mà chúng ta đặt e căng vào, tại cái e căng nó sẽ hơi lồi ra một chút. Nếu mà đo cả e căng là nó sẽ rơi vào 28cm các bác nhé. Đó, loa đẹp nguyên bản, thùng vân gỗ rất là đẹp. Các góc cạnh chính thì như anh em thấy đây này, các góc cái gỗ của nó này rất là dày. Đó, tuyến loa đẹp hoàn hảo. Chúng ta bày thì rất là sang, em mình đang quay rất là chậm rãi chi tiết để anh em nhìn thấy rõ. Đôi loa này là đôi loa nguyên bản, không có giọng tút nên những cái lỗi nhỏ như thế này thì anh em hãy dùng keo chấm viết lại cho nó chắc chắn lại nhé. Tại vì vận chuyển cả một quãng đường rất là xa từ bên kia về đến đây. Đó, mình cũng chưa có vệ sinh, còn đây là những cái phấn để họ đánh dấu, để họ mã số nên mình cũng chưa có lau. Anh em về dùng khăn lau qua là ok. Sequin Vega Make in USA, con này 8 ohm anh em nhé. Đây là series 414642 Sequin, thùng rất là nặng. Và mình sẽ tiến hành đậy cái e-căng vào. Khi đậy e-căng vào thì nó sẽ là như thế này. Cái căng cũng đầy đủ, không có, chỉ bị bụi thôi anh em nhé. Anh em về dùng cái bàn chải chà đi. Đó, logo đầy đủ. Và giá của cái cặp loa Sequin Vega Mỹ này có mức giá là 5.500.000 đồng. Loa rất là nặng, thích hợp nghe nhạc cho chúng ta trong gia đình, cũng như có thể hỗ trợ chúng ta vừa nghe vừa hát karaoke. Và mình sẽ tiến hành test một đoạn nhạc, mời anh em cùng nghe nhé. Về đâu em ơi, dù biết cách xa là đớn đau, và xin em nhớ rằng có ta còn đợi mong.